Sau đây xin mời bà con cô bác nghe bài viết của tác giả Sân ca 23 Lê Văn Sùng. Cố thiếu tá Nguyễn Cao Hùng, chuyến bay cuối cùng ở Tân Khai, An Lộc. Là con của ông Nguyễn Văn Hướng, mười hướng ở Gò Công, cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng không nhờ vào thanh thế của gia đình. Khi ở Mỹ về, được bổ sung ra phi đoàn 516 Phi Hổ, Đà Nẵng. Đặc biệt là lót thảm bằng chiếu hoa trên nền xi măng trong căn phòng độc thân rất sạch sẽ. Mỗi tối, lót một ít giấy báo cũ để dầu nhớt chiếc xe Honda đen 50cc không thấm xuống cái thảm chiếu. Khi phi đoàn 516 chuyển sang A-37, thì Hùng cùng với một số phi công A-1 khác được thuyên chuyển về phi đoàn 514 Phượng Hoàng Biên Hòa. Giấc mộng trở thành phi công đã ăn sâu vào tim óc tôi lúc nào không biết. Có lẽ phượng của Toàn Phong đã quyến rũ tôi khi tôi còn mày đũng quần ở trường trung học Sa Đéc. Một cậu bé nhà quê, sau khi đọc cuốn đời phi công, lại mơ trở thành phi công, mà phải lái máy bay khu trục mới hết. Nên khi vừa giật được mảnh bằng tú tài, tôi cùng thằng bạn nối khố tình nguyện vào không quân ngay. Nó cũng mê được lái máy bay như tôi vậy. Thằng bạn tôi vào khám sức khỏe một lèo, trót lọt hết, vào khóa 65D, đi du học Hoa Kỳ về lái máy bay vận tải. Giấc mộng phi công của nó đã thành hiện thực thật trọn vẹn. Cuộc đời bay bổng của nó thăng hoa tột đỉnh, trưởng biệt đội AC-119. Đó là sinh viên sĩ quan Nguyễn Thành Ấm, có nickname là Ấm Sức Bòi. Còn tôi, cao 1m75, nặng 68kg, quá lý tưởng cho tiêu chuẩn một phi công, nên tôi vào vòng cân đo rất hãnh diện. Tôi thấy tội nghiệp cho một vài người bạn khám chung toán, trước khi vào cân phải ăn vội cả ổ bánh mì, nốc một bụng nước cho đủ 50kg. Có đứa không đủ chiều cao, lấy cục nhựa đường gắn lên đỉnh đầu, phủ mái tóc dày lên cho đủ 1m6. Tiếp theo vào đến khám mắt, đọc đến hàng 9A, thì tôi không còn phân biệt được chữ O hay chữ C, chữ E hay chữ F, nên bị trung sĩ giỏi loại ngay. Từ đó, tôi tái khám đi, tái khám lại mãi cũng không vào không quân được. Cuối cùng tôi phải chạy bít tông từ Bộ Tư lệnh mới được vào khóa 65F quan sát viên, nhận được giấy gia nhập quan sát viên, không là hoa tiêu như các bạn khác. Tôi cầm giấy lại hỏi một vị thiếu úy mặc đồ bay rất đẹp trai, mang bản tên Kiểm. Thưa thiếu úy, tôi được học quan sát viên là sao hả thiếu úy? Ông đáp ngay, đó là ốp xẹt. Ốp xẹt thì nham nhở lắm, tráng bay nhiều giờ để được chuyển sang hoa tiêu. 40 năm qua, tôi vẫn nhớ nguyên văn lời thiếu úy Kiểm. Từ đó tôi rất dị ứng với từ ốp xẹt. Tôi xin mở dấu ngoặc ở đây. Thiếu úy Kiểm mà tôi gặp lần đầu ấy là anh của Phạm Hữu Ân khóa 65E. Sau này tôi nghe lời ông khi ra trường. Năm 1967, tráng bay thật nhiều giờ, liều mạng kiếm được rất nhiều huy chương. Nhưng mãi đến năm 1973, trên 4.000 giờ bay, phải vượt qua mặt rất nhiều đàn anh để đi học khóa hoa tiêu đặc biệt. Cơ duyên rung rủi. Đúng thiếu úy Kiểm ngày xưa, nay là thiếu tá huấn luyện viên, và thằng lính mới ốp sạc ngày xưa, nay là đại úy quan sát viên, dày dạn lửa đạn chiến trường, về trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang làm học trò ông. Khi mạng khóa được tướng chỉ huy trưởng trung tâm gắn cánh bay thủ khoa, chắc cũng làm ông hãnh diện. Trong cuộc đời làm quan sát viên, biết bao kỷ niệm vinh quang cũng có, mà đắng cay cũng nhiều. Mới ra trường được hơn một năm, tôi được chọn làm chiến sĩ xuất sắc của quân đội năm 1968. 4 năm sau, cùng với chỉ số quan sát viên, tôi được chọn làm chiến sĩ xuất sắc của quân chủng. Đổi lại biết bao lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Cuối cùng, cái giá phải trả là gần 8 năm lao động khổ sai ở miền Thượng Du Bắc Việt, cộng thêm 5 năm tù vượt biên.
mà trong đó hơn 3 năm rưỡi bị nhốt trong phòng kỷ luật, chân bị còng, ăn uống vệ sinh tại chỗ, mỗi tuần được tắm 5 phút. Tôi có ước nguyện khi về hưu, tôi sẽ viết về những ngày tháng khó quên này trong khuôn khổ hạn hẹp của quyển đặc san. Tôi xin ghi lại vài trang kỷ niệm đã ăn sâu vào ký ức tôi. Kỷ niệm thứ nhất. Tháng 2, 1968, tôi được cắt đi biệt phái Kiên Giang, tỉnh Trạch Giá, với Trung úy Thành 63D. Đặc biệt, phi hành đoàn biệt phái Trạch Giá không ở trong cư xá tiểu khu như những nơi khác, mà lại ở nhà bác Tám. Bác trai là một đại điền chủ ngày xưa. Lúc bấy giờ bác làm việc trong tòa nhà Quốc hội ở Sài Gòn. Bác gái rất tử tế. Nhà hai bác là một lâu đài đầu sổ. Tôi không biết phi đoàn 116 gắn bó với gia đình bác từ lúc nào, mà bác thương chúng tôi như con. Ăn ở nhà bác, chẳng bao giờ bác lấy tiền đứa nào. Bác nấu cơm tháng cho hàng nhiều chục người đến ăn. Không biết vì cơm bác nấu ngon hay vì ba cô tiểu thơ con gái bác đẹp xinh. Cô chị lớn quá chồng còn rất trẻ. Hai cô em là học sinh trường trung học Nguyễn Trung Trực. Cô nào cũng xinh như mộng, cư xử với chúng tôi như anh em trong nhà. Anh Thành có vợ con ở cư xá Không Đồn nên bay xong chiều anh lại bay về Cần Thơ. Lấy lý do phi cơ đậu lại phi trường Rạch Giá ban đêm không an toàn. Mấy ngày đầu, chiều nào tôi cũng theo anh Thành về Cần Thơ. Đêm đêm chạy ra hầm trú ẩn tránh đạn pháo. Vì lúc ấy việc cầm pháo kích phi trường dữ dội lắm. Bác Tám gái bảo tôi. Thằng Thành à, có vợ, nó về Cần Thơ lo cho vợ con nó là phải. Con dạy chi cho bị pháo kích. Ngủ lại đây đi, nhà rộng quá mà ít người. Mấy em con nó sợ. Bác bảo người nhà dọn một phòng trên lầu cho tôi ngủ, cạnh hai phòng của hai cô tiểu thư nhà bác. Chiều chiều, Thành bay về Cần Thơ, tôi ở lại một mình cũng buồn. Nên hai cô, khi thì rủ tôi dùng xe jeep chở hai cô ra phố, hoặc chở hai cô ra phi trường Rạch Sỏi tập bắn súng. Thú thật, lúc đó tôi chưa có người yêu, nên có hơi xao xuyến với cô em. Vì cô em có khuôn mặt và đôi mắt rất giống một nàng thơ của tôi, thuở tôi mới bắt đầu biết mộng mơ. Ngủ lại Rạch Giá chỉ được 3 đêm, tôi lại nhớ bạn bè ở phi đoàn, nhất là nhớ mặt chuột không sao chịu được. Nên mỗi chiều tôi lại về Cần Thơ. Sau lần biệt phái ấy, trong phi đoàn nhiều người nghĩ tôi đã phải lòng cô em, vì tháng sau tôi lại xin biệt phái Rạch Giá nữa. Họ đâu biết, tôi xin đi biệt phái Rạch Giá để được ăn cơm free vì lương tháng vừa lãnh đã nướng sạch sau một đêm kéo phé cùng Nguyễn Văn Hưởng 65B và Nguyễn Lãng Uy 65E. Lần đi biệt phái này chúng tôi phải bay liên tục vì có nhiều cuộc hành quân lớn. Cao Minh Rạng 63D biệt phái cùng tôi cứ chửi thề mãi vì vừa đáp xuống là có lệnh đổ xăng bay tiếp. Nhiều phi hành đoàn trực thăng thuộc phi đoàn 211 đáp xuống đập giá đổ quân. Chúng tôi cũng đưa những anh em 211 này vào nhà bác Tám ăn cơm. Không quân thì bác vẫn không nhận tiền. Trong ấy có vài anh em vừa gặp cô em là bị hớp hồn ngay. Trong đó có anh TH. Anh TH thú thật với tôi. Mọi giờ gặp cô ấy là bị cứu đạo phúc ngay đó to. Phải cô ấy là bồ có to không? Đáng tội nghiệp nhất là Trần Quốc Trung 65D cứ theo tôi hỏi mãi. Nè Sùng, mày có ý định cưới cô em không? Nếu chưa có ý định cưới hỏi gì cả thì nhường cho tao nha. Tao sẽ giới thiệu em gái tao cho mày. Em gái tao đẹp lắm. Tôi nói thật với Trung. Tao chỉ mới có cảm tình thôi. Phi đoàn tao cũng có nhiều tên đang rắp trên bắn xẻ đấy. Nếu mày thương dữ dội thì tấn công mạnh đi. Còn ngưỡng gì nữa, tao rút lui. Trung mừng quá, tấn công tới tấp. Khoảng một tháng sau, gặp tôi ở câu lạc bộ sư đoàn, Trung đưa ngón tay cái lên cười và nói với tôi. Xong rồi, cảm ơn mày nhé, tao sẽ xin cưới nàng. Tôi nói, ê, chúc mừng cho mày. Nhưng hỡi ơi, hạnh phúc chưa được mấy ngày thì Trung bị bắn rớt ở Sóc Trăng trong một chuyến bay đêm. Trung chết ngay trong phòng lái,
Tội nghiệp thay, một thằng bạn đẹp trai vui tính dễ thương của khóa 65D2. Kỷ niệm thứ hai. Vùng kinh hậu phòng tỉnh Bạc Liêu chạy từ quốc lộ 4 ra biển có một khu lò than rất khó bình định. Khi tỉnh Bạc Liêu mở cuộc hành quân thì địch rút chạy về Cà Mau. Lúc tỉnh Cà Mau mở hành quân thì địch lại rút về Bạc Liêu. Lúc ấy vào khoảng năm 1969, Sư đoàn 21 Bộ binh mở cuộc hành quân lớn, phối hợp cùng hai tiểu khu Bạc Liêu và Cà Mau. Quyết tâm của quân đoàn 4 là phải bình định một khu lò than, vì tin tình báo cho biết trong ấy có một trạm y tế, có hàng trăm thương binh Việt Cộng đang điều trị và có một trại giam tù binh, có nhiều tù binh Mỹ. Lệnh xuất phát bắt đầu từ sáng sớm. Chúng tôi, nhiều phi hành đoàn đáp tại Bạc Liêu yểm trợ cuộc hành quân. Trưa hôm ấy, tôi đang bay hướng dẫn quân bạn vào lục soát. Chúng tôi phải làm nhiều cái low pass. Tôi phát hiện nhiều dãy chòi trong rừng đước. Đước là loại cây thân thẳng, cao, dùng làm than hoặc làm cột, kèo, cừ, rất tốt. Đước mọc nhiều trên vùng đất mới phù sa gần bờ biển. Muốn làm chòi trong rừng đước, địch quân đóng nhiều cây đước cột chặt vào những thân cây đước khác làm sàn nhà. Xong rồi, lấy lá dừa nước che lên bên trên làm mái. Phi cơ khó mà phát hiện nếu không liều mạng bay ra xuống thật thấp như chúng tôi. Sau khi phát hiện, những dãy chòi cất lưng chừng trên những cây đước như những tổ chim, những tràng súng liên thanh bắn vào phi cơ chúng tôi. Thầy Lê Phước Khương, Hoa Tiêu hét lên, "Come back! Tụi nó bắn trúng tàu rồi, thu mình lên cao." Tôi chấm tọa độ nhận dạy chòi ấy báo cho bộ chỉ huy hành quân. Xong tôi gọi pháo binh bắn tới tấp và hướng dẫn các quân bạn gần nhất tiến vào lục soát. Địch chỉ bắn lẻ tẻ. Một lúc sau, quân bạn báo cáo đây là trại giam. Những người bị chúng bắt, hai chân còn bị cùm. Mỗi chòi giam 4-5 người, hầu hết đã bị Việt Cộng đâm hoặc chém chết trước khi quân ta tiến vào. Đơn vị lớn của Việt Cộng đã rút lui, chỉ có bọn du kích canh gác trại giam mà thôi. Khi quân ta tiến vào, chúng cũng đã chém về hết. Tôi nói, các bạn tiếp tục lục soát, tôi sẽ báo bộ chỉ huy xin chỉ thị cho các bạn. Một cánh quân khác gọi tôi và báo, chúng tôi vừa giải thoát được hai quân nhân Việt Nam và một người Mỹ. Một trong hai người Việt Nam cho biết anh ta là thiếu úy không quân. Tôi vội hỏi, anh ấy còn khỏe không? Có nói chuyện được không? Cho tôi gặp anh ấy đầu máy. Quân bạn đáp, anh ấy yếu lắm, nhưng vẫn nói được. Đây, có anh ta đầu máy đó. Tôi hỏi, anh tên gì, thuộc đơn vị nào? Anh ta đáp giọng yếu ớt run run, tôi tên Mai Văn Lê, phi đoàn 217 Cần Thơ. Tôi mừng quá và trong đầu tôi hiện ra hình ảnh người đàn anh khóa 65D đã có thời lo những bữa ăn cho chúng tôi ở quân trường. Tôi hỏi tiếp, tôi biết anh thuộc khóa nào, hồi ở quân trường anh làm cán bộ gì? Anh Lê đáp, tôi khóa 65D, hồi ở quân trường tôi làm cán bộ phản xạ. Tôi bảo quân bạn, đúng, đúng anh ấy là sĩ quan không quân đấy. Các anh hãy đưa những người sống sót ra nơi an toàn, tôi cho trực thăng đến bốc. Sau này tôi được biết, Mai Văn Lê sau khi rời trung tâm an dưỡng, anh được chuyển về thẳng số bộ tư lệnh không quân. Anh không còn bay nữa, không biết giờ này anh ở đâu. Tôi không có dịp nói cho anh biết, người bay hướng dẫn quân bạn may mắn cứu thoát anh ngày hôm đó là tôi. Một quan sát viên đàn em của anh. Còn người Mỹ được giải thoát ngày hôm đó là một sĩ quan lực lượng đặc biệt. Khi về Mỹ, ông ta có viết lại một hồi ký thật dày. Ông đã gửi tặng một cuốn, với lời tri ân tha thiết đến những người lính hành quân giải thoát ông. Qua Đại tá Nguyễn Ngọc Điệp, vị tư lệnh phó sư đoàn 21 bộ binh, người chỉ huy cuộc hành quân ngày hôm ấy. Kỷ niệm thứ ba. Thuở ấy, mặt trận Bình Long càng ngày càng khốc liệt. Quân ta dưới sự chỉ huy anh dũng của chuẩn tướng Lê Văn Hưng, nhất định tử thủ An Lộc, thà chết không đầu hàng. Cộng sản Bắc Việt dùng hết lực lượng, chia thành nhiều mũi tấn công. Chúng hạ quyết tâm bằng mọi giá phải dứt điểm An Lộc. Sau một thời gian dài, chúng đã gây cho quân ta tổn thất nặng nề. Bao nhiêu tử sĩ hy sinh không được chôn cất,
bao nhiêu thương binh không được đưa về quân y viện chăm sóc, bị thương dù nặng hay nhẹ cũng chỉ được y tá và các chiến hữu chăm sóc tại chỗ với phương tiện cứu thương eo hẹp dần. Nguy khốn cho quân ta, nhất là vũ khí, đạn dược cạn kiệt, không được tiếp tế hữu hiệu. Lương thực đã đến mức báo động từ lâu, phải tự thủ trong tình trạng tuyệt vọng như thế. Mỗi phút trôi qua là một phút mỏi mòn chờ cứu viện. Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định cứu An Lộc, giải tỏa Bình Long, nên đã tung nhiều đơn vị thiện chiến vào chiến trường. Sư đoàn 5 bộ binh, biệt động quân, Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù và tăng cường thêm hai sư đoàn lừng danh có vùng 4 chiến thuật, đó là sư đoàn 21 và sư đoàn 9 bộ binh. Phi đoàn 116 của chúng tôi ở Cần Thơ cũng được tăng cường cho phi đoàn 112 Biên Hòa 3 phi hành đoàn, để hàng ngày thi hành một số phi vụ do phi đoàn 112 sắp xếp, hầu hết là được giao cho những phi vụ bay cho mặt trận Bình Long. Thỉnh thoảng được một ngày xả hơi là yểm trợ cho các tiểu khu khác như Long Khánh, Long An, Phước Long thuộc vùng 3 chiến thuật. Phi đoàn 116 của chúng tôi xưa nay có truyền thống đi biệt phái xa, thường cắt những hoa tiêu nhiều kinh nghiệm và những quan sát viên dày dặn chiến trường, không bao giờ đưa những cánh chim non vào các vùng đầy phòng không 37 ly và SA-7 ấy. Tôi còn nhớ rõ ngày 15 tháng 5 năm 1972, tôi đi Biên Hòa biệt phái cùng thiếu tá Trần Công Thành 64B và hai phi hành đoàn khác tôi không nhớ rõ tên, nhưng tôi chắc chắn một điều: không có ai là trung úy, chỉ có đại úy và thiếu tá. Đến Biên Hòa, chúng tôi vào trình diện trưởng phòng hành quân của phi đoàn 112 là thiếu tá Lê Tấn Phương, anh là bạn thân của tôi. Lúc trước anh từ miền Trung đổi về phi đoàn 116. Anh và tôi thường đi biệt phái chung với nhau như cặp bài trùng. Vừa gặp chúng tôi, Phương cười ngất hỏi: "Ê, phi đoàn 116 sao lại đưa toàn cù lũ chĩa lên tăng phái vậy?" Thành đáp: "Biệt phái cho các anh, chúng tôi phải tuyển toàn gà chiến đó." Phương nói: "Ưu tiên cho mấy ông, ngày mai ai muốn bay cho tiểu khu nào tùy ý chọn." Tôi đáp: "Chúng tôi biệt phái lên đây tùy mấy sếp cắt đâu bay đó thôi." Phương cười nói: "Vậy là Bình Long múc chỉ đó." Lúc ấy tôi không biết anh nói đùa hay nói thật. Đến hết kỳ biệt phái tôi mới biết là anh không đùa. Chúng tôi được đưa đến một trailer không máy lạnh, kiến cửa sổ đã mất. Cũng may tôi có mang theo mùng, không thì tối hôm đó mỗi Biên Hòa tha hồ hút máu dân Cần Thơ mới lên. Chiều hôm ấy trời thật ảm đạm. Chưa kịp thả xuống mấy cái quán ở khu gia binh ăn cơm, thì trời đổ mưa lớn. Đến nhá nhem tối, trời mới bắt đầu tạnh dần. Ngồi nhìn mưa rơi rả rích ngoài trời, tôi chợt nhớ đến vợ tôi, nàng đang mang thai đứa con đầu lòng sắp đến ngày sinh. Tự nhiên tôi có cảm giác rần rần, lo sợ vẩn vơ, vì trong không quân, những đứa thường kề cận cái chết như chúng tôi thường tin có điềm xui cho những thằng mới lấy vợ, hoặc vợ sắp sanh mà phải đi biệt phái xa. Mai này tôi lại phải bay vào nơi dầu sôi lửa bỏng này. Tự nhiên tôi thấy lạnh cẳng. Nếu có ai đó mà biết được tâm trạng lo sợ của tôi lúc ấy, mà gọi tôi bằng nickname công bác, chắc tôi quê lắm. Đang ngồi mơ màng tư lự, chợt trước cửa trailer có một người bất ngờ xuất hiện. Người này mặc áo mưa, có mũ trùm đầu cẩn thận. Tôi hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của anh ta. Anh ấy đi vào đề ngay: "Mấy anh ở Cần Thơ lên, có anh nào thích so mặt chuột không?" Câu hỏi đúng ngay chỗ ngứa của tôi. Tôi mừng quá đáp ngay: "Tôi, nhân so ở đâu?" Anh ấy đáp: "Chơi ở nhà tôi bên kia. Tôi là thiếu tá Minh." Anh đưa tay chỉ ngôi nhà có bức tường lớn, xa xa tôi thấy mờ mờ trong mưa. Tôi đáp: "Tôi chưa ăn cơm, để tôi và bạn tôi đi ăn cơm về rồi à, sẽ qua." Anh Minh dục: "Qua nhà tôi ăn cơm, mời bạn luôn. Anh ấy biết chơi mặt chuột không?" Thành vì không chơi mặt chuột nên từ chối và bảo tôi đi chơi đi. Anh sẽ xuống tiệm ăn cơm và về ngủ sớm mai đi bay. Tôi đi với anh Minh và hỏi thăm còn những ai so với tôi nữa. Anh đáp: "Có Trung tá Nhã và thiếu tá Vũ đang sẵn sàng. Lúc nào cũng có ba anh em chúng tôi, còn mấy tay khác tối về Sài Gòn hết.
trên này khó kiếm đủ bốn tài lắm. Đến nhà anh mới bước chân vào phòng khách, tôi đã thấy ngay bàn mặt trượt nằm chình ình ra đó. Tôi thường ngầm cảm ơn các chú ba tàu đã ban cho tôi trò chơi lý thú này. Ngoài dáng ngồi chơi thật sang trọng, thoải mái, còn là nghề tay trái của tôi để kiếm cơm sau những lần bị 52 lá bài tây quật cho cháy túi. Anh Minh hối người nhà dọn cơm cho tôi ăn và hối hả quay điện thoại gọi hai anh Nhã và Vũ đến. Anh nói luôn cho tôi biết, anh Nhã là tham mưu phó hành quân sư đoàn 3 không quân và anh Vũ là phi đoàn trưởng phi đoàn phản lực F5. Từ ấy, cứ mỗi chiều tối tôi đi bay về là anh Minh gọi tôi qua nhà anh hoặc sang nhà anh Vũ ăn cơm và so hai hội. Đến mấy giờ cũng phải nghỉ. Chúng tôi giao ước với nhau giới hạn chỉ hai hội thôi, vì ngày mai ai cũng phải đi bay. Trở lại việc biệt phái Biên Hòa, đúng như lời anh Phương trưởng phòng hành quân phi đoàn 112 đã nói, chúng tôi được bay cho Bình Long Múc Chỉ, ngày nào cũng cất cánh trực chỉ Lai Khê, nhận lệnh và bay thẳng lên An Lộc, khi thì hướng dẫn khu trục quanh tạc mục tiêu, khi thì điều chỉnh pháo binh, khi phải tìm một vài cánh quân thất lạc không biết vị trí. Bay ở vùng này khó nhận định vị trí chính xác lắm, toàn là rừng cao su mà địch và ta có khi ở thấy cài răng lược, đánh lạng quạng vào quân bạn là ở tù, như chơi. Mặt khác, vị trí quân bạn lại rất khó tìm, họ chỉ trải pano màu cho phi cơ nhận điểm đứng của họ, tuyệt đối họ không bao giờ thả khói màu như những chiến trường khác. Vì ở đây, khói màu sẽ là mục tiêu cho việc cộng pháo kích, mà việc cộng mỗi lần pháo là hàng trăm hàng ngàn quả chứ không ít. Riêng về phi cơ quan sát của chúng tôi thì việc cộng ít dám bắn, vì chúng sợ lộ mục tiêu. Nhưng khi phi tuần khu trục đến rồi, một trái khói được chúng tôi bắn súng đánh dấu mục tiêu nơi oanh kích, thì phòng không bắn lên như mưa. Những viên đạn 37 ly nổ lụp bụp trên không xung quanh chúng tôi, thấy nhọc nhọc lành lạnh xương sống. Ở vùng 4, chúng tôi khi bay hành quân cao độ lý tưởng là từ 1.500 đến 2.000 bộ. Nhưng khi cần khám phá những hầm hố có việc cộng, chúng tôi thường xuống thấp hơn, có khi phải nhử cho việc cộng bắn, cho phi cơ lao xuống thật thấp, làm low pass sát ngọn cây dọc theo sông rạch, hoặc bay sát mặt nước theo những con kênh thẳng tắp. Quan sát viên ngồi phía sau, bỏ helmet ra, thò hai tay ra cầm sẵn hai quả lựu đạn khói màu ra hai bên cửa sổ. Khi nghe tiếng đạn việc cộng bắn nổ chát chúa sát bên tai, là thả lựu đạn khói xong, chúng tôi cho phi cơ vút thẳng lên cao. Sau đó, những thằng việc cộng bắn phi cơ ấy sẽ được đáp lễ bằng những bom dập pháo vùi. Tôi học lối nhử việc cộng này từ chú Tư Cầu, nickname của Nguyễn Văn Thành khóa 63D, khi biệt phái cùng chú hồi Tết Mậu Thân ở Rạch Giá. Sau đó tôi truyền nghề lại cho Ngô Minh Trãi, Dương Hồng Vệ, Trần Hữu An, Liêu Văn Điều. Những hoa tiêu trẻ, vì những hoa tiêu trẻ mới nghe lời số bậy của mấy lão ốp sạc già, chứ hoa tiêu già đâu có dạy mà đùa với tử thần như thế. Bây giờ ngồi viết lại những dòng này, tôi mới nghĩ, tại sao lúc ấy mình lại hăng say đến độ ngu ngốc đến thế? Có lẽ vì tôi tin tưởng ở số mạng, tôi có người cậu ruột, là một nghệ sĩ tài hoa, lại là một nhà tướng số nổi tiếng. Ông Nguyễn Thành Ấm biết ông ấy. Ông cho tôi biết, đời mày nhiều gian truân nhưng thọ lắm. Quả đúng như thế, đến nay đã trên 6 bó qua khỏi tuổi hưởng dương rồi. Vì trong không quân ta dễ chết non lắm. Tướng Tư Lệnh nói, phi công chúng mình tuổi đời thì ít mà tuổi thọ thì dài. Vì hàng ngày đùa với cái chết mà vẫn còn sống với tuổi này coi như đã thọ lắm rồi. Trở lại với bài học nhử cho việc cộng bắn, phi đoàn tôi có đại quý Nguyễn Tấn Trào, chỉ huy phó phi đoàn đã bị bắn chết ở Cà Mau. Trần Văn Sơn 65D và Trần Hoa Văn 1/66 đã bị bắn chết ở Vĩnh Bình. Thay thảm nhất là một đàn em thân yêu của tôi, Liêu Văn Điều. Anh đã hy sinh ở Sầm Giang, tỉnh Định Tường, Mỹ Tho cùng với Nguyễn Ngọc Đạm. Hai anh đã bay sát ngọn cây ở sông Sầm Giang để nhử việc cộng. Không may cho hai anh gặp phải thằng bắn đại liên chó ngáp phải ruồi. Nó bắn trước hai anh đúng vào ngày ký hiệp định Paris. Bọn việc cộng ở đây chúng áp dụng phương châm
cầm cọc lên thẳng còn tha, bà già giết hết Lộc gia chặt đầu. Chúng chặt đầu hai anh, dùng hai cây tre cắm đầu hai anh ngoài cửa sông. Dưới treo tấm bảng, hai tên giặc lái đã đền tội. Chúng là giả mang hơn thời Trung cổ. Không biết xác anh Đạm có bị Lộc gia không, còn xác anh Điều được gia đình nhờ người môi giới nạp cho chúng một số tiền chuộc rất lớn. Chúng mới để gia đình mang về chôn cất, còn cái đầu chúng vẫn không trả lại. Trở lại việc đi bay ở An Lộc, làm sao dám bay thấp như ở vùng 4. Bay cao 4-5 ngàn bộ, có khi phòng không bắn rác quá phải lên cao hơn. Có một hôm tôi được bay đánh tại thị trấn An Lộc, gần nơi tử thủ của tướng Hưng. Ông liên lạc trực tiếp với tôi để chỉ điểm những mục tiêu phải đánh. Tôi báo cho ông biết, chúng tôi là phi đoàn 116 ở Cần Thơ lên. Ông rất mừng khi gặp lại chúng tôi trên máy, vì lúc ông làm trung đoàn trưởng trung đoàn 31 bộ binh đóng tại Vị Thanh, ông rất thương chúng tôi. Phi hành đoàn nào biệt phái cho ông cũng được ông đãi ăn cơm cùng với ông ở câu lạc bộ trung đoàn. Ngoài ra, mỗi em còn được một gói thuốc lá bỏ túi nữa. Hôm đó, ông yêu cầu được đánh rất gần hầm chỉ huy của ông. Việt Cộng đã bám sát bên ông rồi. Tôi trấn an ông. Alpha yên chí. Rất nhiều đơn vị thiện chiến của mình đã đến gần Alpha. Họ sắp bắt tay được với Alpha rồi đó. Ông rất vui. Ông hứa ngày gặp lại ông sẽ có quà cho chúng tôi. Quả nhiên sau này ông vẫn còn nhớ lời hứa hôm đó. Tặng chúng tôi mỗi đứa một sợi dây đeo súng làm kỷ niệm. Lần biệt phái này để lại tôi một kỷ niệm vô cùng đau buồn. Một hôm, chúng tôi đã thi hành xong phi vụ ở phía nam An Lộc. Tôi đã dẫn đánh 4 phi tuần. Thành đã bắn hết 6 quả rocket khói, đánh dấu mục tiêu rồi. Phi cơ chúng tôi phải bay thẳng về Cần Thơ kiểm kỳ, đổi máy bay khác. Trên đường Thành bay về, phải chi tôi điềm nhiên tận hưởng cái khoan khoái của người quan sát viên, tha hồ ngủ hoặc nghe nhạc trên đường hoa tiêu bay về, dưỡng sức để tối nay còn xuống nhà quan bệnh, xoa mạt chuột. Thầy đã yên rồi. Chuyện đau buồn này sẽ không xảy ra. Không hiểu sao tôi lại không ngủ. Tôi lại thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống quốc lộ 13. Đếm thử xem có bao nhiêu chiếc xe của ta và của dân thường đã bị địch bắn cháy, nằm dài theo tử lộ kinh hoàng ấy. Trong ngày quan sát, thường chúng tôi hay nhìn sau đuôi phi cơ, vì địch mỗi khi thấy phi cơ chúng thường nấp xuống. Chờ phi cơ bay qua khỏi rồi mới di chuyển hoặc chạy hoặc bò. Quả nhiên tôi nhìn ra phía sau, bỗng phát hiện mấy chiếc thiết giáp chạy lui xuống gầm cầu đường rầy xe lửa. Tôi vội bảo Thành, anh Thành buông cần lái cho tôi, vòng lại đây một chút. Thành hỏi, gì đó? Tôi bay vòng lại và đáp, có mấy chiếc thiết vận xa. Thành nói, cái bên Tân Khai chắc là quân bạn. Tôi đáp, quân bạn sao nó thấy mình lại chui xuống gầm cầu để tôi liên lạc hỏi thử xem. Tôi liên lạc được trung đoàn đóng tại Tân Khai xin tần số các cánh quân đầu phía nam của họ. Đó là một tiểu đoàn của sư đoàn 21 bộ binh. Tôi xin gặp Alpha của tiểu đoàn. Tôi đọc tọa độ chính xa xuất hiện để anh xác định. Anh ta thét lên. Giật cộng đó, tụi nó đến gần tôi vậy sao? Anh làm ơn gọi phi tuần đánh giúp tôi, không thì tối nay chúng nó sẽ tấn công bọn tôi ngay. Con cái tôi bị ghẻ lở nhiều quá rồi. Tôi nghe xót xa trong lòng và quyết định diệt mấy chiếc tăng này mới được. Tôi gọi ngay bộ chỉ huy báo cáo tình hình và xin phi tuần đến đánh. Thành nói, mình gần hết xăng rồi anh, mà còn phải về Cần Thơ nữa. Tôi nói, không sao, mình đánh dạt phi tuần rồi về một khóa đáp xuống đổ xăng cũng được mà. Tập thứ nhất đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 2.